Xin chào cả lớp ha. Bữa nay thì mình tiếp tục qua một cái sản phẩm mới, đó là hoán đổi. Như vậy thì liên quan cái phần chiến lược ứng dụng hoán đổi thì đầu tiên cô muốn nhắc lại cho chúng ta nhớ về cái cách thức giao dịch của một hợp đồng hoán đổi như thế nào. Tại vì em phải biết cách thức giao dịch nó thì sau đó thì chúng ta mới đưa vào cái ứng dụng cho một cái chiến lược cụ thể nào đó. Cho nên là ngay cái phần đầu tiên thì cô nhắc lại cho mình về cái cách thức giao dịch hợp đồng hoán đổi. Như vậy em đã được học hoán đổi rồi thì qua cái tên của nó thì em cũng đã đoán được ha. Hoán đổi tức là chúng ta sẽ trao đổi với nhau những cái dòng tiền nè, những cái dòng tiền thanh toán tiền lãi hoặc là những cái dòng tiền bằng những loại đồng tiền khác nhau. Ví dụ như là đồng tiền mà em đang cần thì cô có rất nhiều. Và cái đồng tiền mà cô cần thì em đang có rất nhiều. Vậy thì tại sao chúng ta không trao đổi với nhau mà mình phải đi vay mượn ở ngân hàng, rồi phải chuyển đổi sang đồng tiền này sang đồng tiền nọ. Như vậy thì nó làm cho cái chi phí đi vay của chúng ta nó sẽ trở nên mắc hơn. Cho nên thì hợp đồng hoán đổi ra đời tạo nên cái sự thuận tiện trong cái giao dịch của mình. Như vậy thì hoán đổi thì chúng ta có nhiều loại ha: hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất, hoán đổi chứng khoán và hoán đổi hàng hóa. Thì trong hôm nay, trong cái nội dung của chúng ta học trong cái môn học này thì chủ yếu thì chúng ta nghiên cứu về cái thị trường tài chính. Vì vậy thì ở đây cô sẽ xoáy sâu vào ba loại hoán đổi ha: hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất và hoán đổi chứng khoán. Thì đối với cái hoán đổi lãi suất thì chúng ta biết ha, một cái hợp đồng hoán đổi nào cũng vậy, bao giờ nó cũng sẽ có ngày bắt đầu, ngày kết thúc ha, và ngày thanh toán chính là ngày diễn ra cái việc thanh toán, và cái kỳ thanh toán chính là cái khoảng thời gian giữa các lần thanh toán. Và chúng em thấy là cái hoán đổi lãi suất là do chúng ta thanh toán cho nhau những cái dòng thanh toán tiền lãi, như vậy thì cái phần vốn khái toán ấy, chúng ta không cần trao đổi với nhau. Ví dụ như là cô sẽ thanh toán cho em một cái dòng thanh toán tiền lãi theo lãi suất cố định dựa trên vốn khái toán 50 triệu và em thanh toán ngược lại cho cô một cái dòng tiền theo lãi suất thả nổi trên cái số vốn khái toán là 50 triệu. Như vậy thì nếu đúng ra về mặt nguyên tắc thì ngay ngày đầu tiên cô đưa em 50 và em phải đưa cô 50. Tức là để cho người ta thanh toán cho anh tiền lãi định kỳ á, thì ngay ngày đầu tiên anh phải đưa tiền vốn gốc cho người ta, giống như em đi mượn nợ vậy đó. Khi em đi mượn nợ thì em phải nhận số tiền đúng không? Xong rồi định kỳ hàng tháng rồi em trả tiền lãi cho người ta. Như vậy nếu đúng thì nó phải nên như vậy. Tuy nhiên trong trường hợp này, bởi vì chúng ta thanh toán trên cùng một loại đồng tiền, cô đưa em 50 triệu, em mua đưa lại cô 50 triệu thôi, khỏi đưa gì hết. Đấy, cho nên là tụi em thấy rằng là đối với cái hoán đổi lãi suất ấy, thì nó sẽ không có cái khoản thanh toán trước bằng tiền mặt từ bên này cho bên kia. Chúng ta trao đổi với nhau cái hợp đồng hoán đổi, tức là thỏa thuận với nhau hợp đồng hoán đổi xong và đợi đến cái ngày thanh toán chúng ta cứ thế theo hợp đồng mà thanh toán thôi. Nhưng mà đối với hoán đổi tiền tệ thì em thấy là bởi vì chúng ta thanh toán cho nhau những cái dòng thanh toán tiền lãi dựa trên những cái loại đồng tiền khác nhau, cho nên là tụi em thấy là ngay ngày đầu tiên chúng ta phải trao đổi số vốn khai toán. Đó là cái sự khác biệt lớn giữa hoán đổi tiền tệ và hoán đổi lãi suất. Như vậy thì đó là cái về những cái đặc điểm của cái hợp đồng hoán đổi. Thì trong hoán đổi lãi suất em sẽ thấy là nó có nhiều kiểu, hoặc cả hai cùng thanh toán theo lãi suất cố định, hoặc cả hai cùng thanh toán theo lãi suất thả nổi, hoặc một bên thả nổi với một bên cố định. Thì cái loại bên thả nổi và một bên cố định thì nó phổ biến hơn, và cái loại đó chúng ta gọi là hoán đổi vanilla thuần nhất ha. Như vậy thì hoán đổi vanilla thuần nhất có nghĩa là đây là cái hợp đồng hoán đổi lãi suất mà trong đó một bên sẽ thanh toán theo lãi suất cố định và bên còn lại thì sẽ thanh toán theo lãi suất thả nổi. Như vậy thì bây giờ chúng ta xem rằng là cái việc thanh toán này nó sẽ được diễn ra như thế nào. Thì đây là một cái ví dụ minh họa cụ thể cho chúng ta thấy điều đó. Ví dụ như là công ty XYZ của chúng ta thực hiện một cái hợp đồng hoán đổi với số vốn khái toán là 50 triệu đô la với ABS Swap.
Thế thì ở đây người ta gọi là vốn khái toán, thì như em thấy đây chính là cái cơ sở để chúng ta xác định số tiền lãi, chứ không phải là số tiền cô thực sự mượn em, và đây cũng không phải là số tiền em thực sự mượn cô. À, nó được thỏa thuận, nó được deal trong hợp đồng để làm cơ sở xác định tiền lãi mà thôi. Và ngày bắt đầu là ngày 15 tháng 12. Như vậy là vào ngày 15 tháng 12 thì tụi em thấy đối với hoán đổi lãi suất thì không có bất kỳ những cái dòng thanh toán nào xảy ra cả. Và chúng ta thấy ABS swap sẽ thanh toán cho XYZ dựa trên lãi suất LIBOR 90 ngày vào ngày 15 hàng quý, 15 các tháng 3, 6, 9, 12 trong một năm. Và kết quả thanh toán được xác định dựa trên lãi suất LIBOR vào thời điểm đầu của kỳ thanh toán đó. Và cái việc thanh toán thì sẽ được thực hiện vào cuối kỳ thanh toán. Như vậy thì cái lãi suất thả nổi thì chúng ta lấy trên cơ sở là mình xác định dựa trên cái lãi suất đầu kỳ. À, ví dụ như là ngày 15 tháng 6 chúng ta tiến hành giao dịch thì chúng ta sẽ lấy cái lãi suất của ngày 15 tháng 3 làm cơ sở xác định tiền lãi, là đối với cái bên thanh toán cái lãi suất thả nổi. Hoặc chúng ta thanh toán vào ngày 15 tháng 3 thì chúng ta sẽ lấy lãi suất của ngày 15 tháng 12 năm trước đó để làm cơ sở xác định số tiền lãi. Và XYZ sẽ trả ngược lại cho ABS swap một cái khoản thanh toán theo lãi suất cố định với mức lãi suất là 7,5% một năm, và cái tiền lãi thanh toán này sẽ được tính toán dựa trên số ngày đếm chính xác giữa hai ngày thanh toán, và giả định rằng là một năm có 360 ngày. Đấy, cho nên là với cái hoán đổi lãi suất như vậy á, thì em sẽ thấy là cái việc thanh toán của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày thanh toán, và ai mà thanh toán theo lãi suất cố định thì chúng ta cứ y theo cái lãi suất mà chúng ta đã thỏa thuận để mà mình tính thôi. Như vậy thì lãi suất thì bao thông thường á, là người ta niêm yết theo năm hết, cho nên là để mà quy chúng ta cần phải quy cái lãi suất này về theo cái thời hạn mà chúng ta giao dịch trong hợp đồng. Ví dụ đây là giao dịch theo quý thì chúng ta quy về theo quý. Còn ai mà thanh toán theo lãi suất thả nổi thì chúng ta thấy là mình sẽ lấy lãi suất LIBOR của đầu kỳ đó để làm cơ sở thanh toán. Và bởi vì cái việc thanh toán này là diễn ra trên cùng một loại đồng tiền, cho nên là chúng ta thường sẽ thanh toán rộng cho nhau, chứ không có cần là cả hai bên đều phải đưa cho bên còn lại. Như vậy thì đây là cái cơ chế để thực hiện một cái giao dịch trong các hợp đồng hoán đổi lãi suất. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái hợp đồng hoán đổi lãi suất này vào trong một cái chiến lược phòng ngừa cụ thể. Ví dụ như là bây giờ tụi em thấy rằng là công ty XYZ này, ông ta đang đi vay mượn nợ với người cho vay. Thì anh thấy là ví dụ như là công ty của chúng ta mà vay mượn nợ ở kỳ hạn dài á, thì thông thường là các khoản nợ đó bao giờ cũng thả nổi theo lãi suất thị trường. Tức là thị trường lên anh thả là anh trả lên, và thị trường xuống anh trả xuống, và đồng thời nó cộng thêm một một cái phần bù rủi ro trong đó nữa. Và ví dụ trong trường hợp này người cho vay yêu cầu XYZ phải thanh toán theo lãi suất LIBOR cộng thêm 1%. 1% này là thể hiện cái phần bù rủi ro đối với XYZ này. Như vậy thì tụi em thấy là XYZ này của chúng ta nó đang trong một cái trạng thái là vay mượn nợ và phải trả cái khoản vay này với cái lãi suất thả nổi, cho nên nó đặt XYZ trong một cái tình huống là nơm nớp lo sợ, không biết là lãi suất thị trường trong tương lai là sẽ tăng hay giảm. Cho nên là trong trường hợp này thì tụi em thấy là XYZ mong muốn rằng biến hóa cái khoản nợ vay này trở thành cái khoản vay theo lãi suất cố định, và như vậy thì mình không cần phải lo lắng rằng là tháng sau lãi suất sẽ tăng hay giảm nữa. Như vậy để thực hiện, để biến cái điều đó thành hiện thực thì XYZ sẽ ứng dụng cái hợp đồng hoán đổi lãi suất như sau. XYZ tìm đến ngân hàng ABS Swap, thì trong đó nó đi với ABS Swap một cái hợp đồng hoán đổi mà trong đó là nó sẽ thanh toán với ABS Swap theo lãi suất cố định.
là 7% một năm. Cái 7% này ở đâu mà ra? Thì đó chính là cái câu chuyện định giá mà các em đã được học trong cái môn công cụ phát sinh rồi. Ở đây thì chúng ta không yêu cầu mình tính lại làm gì hết. Và đồng thời ABS Swap sẽ đưa lại cho XYZ một cái khoản thanh toán theo lãi suất LIBOR thả nổi trên thị trường. Như vậy thì trong cái trường hợp này em thấy là XYZ đã biến hóa thành công cái khoản nợ vay theo lãi suất thả nổi trở thành vay theo lãi suất cố định rồi. Như vậy trong trường hợp này em sẽ thấy nè, XYZ nhận cái khoản tiền theo LIBOR của ABS Swap, xong dùng số tiền này trả lại cho người cho vay với LIBOR cộng 1%. Như vậy thì vô hình chung thì em thấy XYZ đang khóa chặt khoản vay này ở mức 8.5%. Cho nên là trong trường hợp này thì tụi em sẽ thấy rằng là với cái hợp đồng hoán đổi lãi suất thì chúng ta đã khóa chặt được cái lãi suất của cái khoản vay này ở mức là 8.5%. Chúng ta kỳ vọng rằng là tháng nào thì cứ thế thôi, 8.5%. Thì đó chính là cái công dụng của cái hợp đồng hoán đổi lãi suất. Và cái hợp đồng hoán đổi lãi suất này được sử dụng, được ứng dụng trong nhiều trường hợp khi mà chúng ta đối mặt với rủi ro lãi suất đối với các khoản vay. Ngoài ra thì tụi em thấy là ngân hàng của chúng ta là những cái định chế tài chính hoạt động trong thị trường tài chính với cái chức năng chính là đi vay và cho vay. Cho nên là cái rủi ro lãi suất mà ngân hàng đối mặt rất là lớn. Vì vậy thì cái công cụ hoán đổi lãi suất này cũng là một cái công cụ mà ngân hàng của chúng ta sử dụng rất là thường xuyên. Thế thì bây giờ chúng ta xem là ngân hàng ông ta sẽ sử dụng các công cụ hoán đổi lãi suất này để phòng ngừa rủi ro của mình như thế nào. Như vậy thì cái rủi ro lãi suất của ngân hàng đến từ đâu? Ở đây người ta đề cập đến hai nguyên nhân. Thứ nhất là lãi suất cho vay cố định trong khi lãi suất huy động thì thả nổi. Hoặc nguyên nhân thứ hai là lãi suất cho vay của chúng ta thả nổi trong khi lãi suất huy động thì cố định. Thế thì em hiểu rằng á, cái ngân hàng của chúng ta nó kinh doanh từ cái hoạt động đi vay và cho vay. Tức là nó huy động tiền gửi tiết kiệm, tức là nó đang đi vay từ công chúng và dùng số tiền này để cho vay lại, cho vay mua nhà, cho vay tiêu dùng, cho vay dự án, cho vay kinh doanh, vân vân. Cho nên là tụi em thấy là cái lãi suất huy động của chúng ta có thể là thường thì nó sẽ thấp hơn lãi suất cho vay, đúng không? Đó là lãi suất kinh doanh ấy, thì thường chênh lệch đó chính là lợi nhuận của ngân hàng. Vì vậy mà tụi em thấy rằng á, thông thường á, theo cái nguyên tắc kinh doanh an toàn á, thì người ta đề xuất rằng ngân hàng của chúng ta nên lấy ngắn nuôi ngắn, lấy dài nuôi dài. Đó là cái nguyên tắc trong lý thuyết. Tuy nhiên là trong thực tế thì tụi em thấy là ngân hàng của chúng ta có thể vận dụng cái nguyên tắc này một cách linh hoạt. Có nghĩa là chúng ta có thể lấy ngắn nuôi dài hoặc lấy dài nuôi ngắn. Ví dụ như thế này thì tụi em thấy nếu mà trong trường hợp mà cái nguồn vốn của ngân hàng nó dồi dào á, thì cái việc mà lấy ngắn nuôi dài hay lấy dài nuôi ngắn không thành vấn đề, nó không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu mà những cái ngân hàng có nguồn vốn chủ sở hữu thấp, có nguồn vốn thấp ấy, thì cái nguyên tắc đó khi mà bị vi phạm thì nó có thể làm gia tăng cái rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Có nghĩa là ở đây là như thế nào? Tôi thấy là ví dụ như là cô huy động vốn từ người dân đều kỳ hạn là 3 tháng, thì theo nguyên tắc cái số tiền đó khi mà cô cho vay á, thì cô cho vay lại 3 tháng thôi, chứ đừng cho vay 1 năm, hiểu không? Hoặc là khi mà cô huy động dài á, thì cô sẽ cho vay dài. Cô huy động cái tiền gửi kỳ hạn 12 tháng thì cô dùng số tiền này để cho vay lại 12 tháng. Như vậy thì theo nguyên tắc an toàn thì nên là như vậy. Tuy nhiên thì ngân hàng chúng ta có thể vận dụng linh hoạt, có nghĩa là nó lấy ngắn nuôi dài, lấy dài nuôi ngắn. Có nghĩa là nó có thể lấy cái nguồn vốn huy động kỳ hạn 3 tháng, dùng số tiền này để cho vay 1 năm hoặc 2 năm nhiều hơn nữa. Như vậy thì tụi em sẽ thấy rằng á, khi mà cái lãi suất cho vay của chúng ta cố định trong khi lãi suất huy động thì thả nổi, thì trong trường hợp này mình sẽ gặp rủi ro là như vậy. Có nghĩa là khi mà chúng ta lấy cái nguồn vốn huy động kỳ hạn ngắn, ví dụ kỳ hạn 1 tháng 2 tháng, thì sau 1 tháng đó thì lãi suất tiền gửi nó sẽ điều chỉnh theo thị trường, hiểu chưa?
Ví dụ như là tháng này lãi suất kỳ hạn một tháng là 7%, mà tháng sau thị trường lên thì khi mà cuốn sổ đó nó đáo hạn á, thì cái lãi suất tiền gửi của em nó sẽ được tăng theo thị trường hoặc giảm theo thị trường. Cho nên là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà em lấy ngắn nuôi dài, khi mà em tiền cái cục tiền mà em huy động đó em đã cho vay dài hạn rồi, vì dĩ nhiên em cho vay dài hạn thì em cũng phải chốt với người ta với lãi suất vay là bao nhiêu. Ví dụ vay 6 tháng hoặc 12 tháng thì lãi suất em cho vay người ta là bao nhiêu. Thế thì lãi suất cho vay mình đã chốt rồi, trong khi là cái nguồn tiền huy động đó thì tụi em thấy là nó đáo hạn theo thị trường, nó cứ đáo hạn theo thị trường. Nếu mà thị trường xuống thì không nói gì, mà thị trường lên thì tụi em thấy là cái phần lợi nhuận của mình nó bị sụt giảm. À, cái chênh lệch giữa lãi suất cho vay với lãi suất huy động chính là lợi nhuận của ngân hàng. Hoặc trong trường hợp ngược lại, chúng ta cũng thấy lãi suất cho vay thì thả nổi, trong khi lãi suất huy động thì cố định. Có nghĩa là chúng ta huy động cái tiền gửi, ví dụ kỳ hạn 12 tháng hoặc thậm chí là 15 tháng, và chúng ta dùng cái số tiền đó để cho vay dài hạn. À, như vậy thì trong trường hợp này, khi mà chúng ta cho vay dài hạn trên một năm ấy, thì thông thường là chúng ta sẽ cho vay theo lãi suất thị trường, nó thị trường lên, thị trường xuống trả xuống. À, cho nên trong trường hợp này thì tụi em thấy là khi mà người ta gửi kỳ hạn 12 tháng thì ngày hôm nay lãi suất thị trường là bao nhiêu, thì cái lãi suất đó nó sẽ cố định trong suốt 12 tháng của cái cuốn sổ tiết kiệm đó, trong khi cái số tiền này em cho vay vay lại bên bên đối tác bên kia thì tụi em thấy là đối tác bên kia trả theo lãi suất thị trường xuống nó trả xuống, thị trường lên nó trả lên. Trong trường hợp mà nó trả xuống, trong khi cái lãi suất mà em trả cho người gửi tiết kiệm nó vẫn không thay đổi, cho nên là cái điều đó nó cũng làm giảm đi cái lợi nhuận của ngân hàng. Cho nên rằng là để phòng ngừa cái rủi ro lãi suất đó thì tụi em thấy là ngân hàng họ cũng có thể tìm đến những cái hợp đồng hoán đổi lãi suất này để mà phòng ngừa. Như vậy thì đây là cái ví dụ minh họa cho chúng ta ha. Chúng ta có ngân hàng A ở đây, ngân hàng A này đi vay từ một cái đối tác với lãi suất LIBOR thả nổi trên thị trường 100 triệu đô, thời hạn là 5 năm. Cái lãi suất mà ông ta vay á là LIBOR còn 0.5%. Cái 0.5% này thì nó thể hiện cái phần bù rủi ro đối với những khoản vay cho các khách hàng của mình. Như vậy thì sau khi ngân hàng A huy động số tiền đi vay này rồi á, ngân hàng A dùng cái số tiền này để đầu tư vào một danh mục đầu tư trị giá 100 triệu đô, thời hạn cũng 5 năm luôn. Cái tỷ suất sinh lợi kỳ vọng nhận được cố định là 8.25%. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta xem rằng cái lợi nhuận của ngân hàng nó sẽ thay đổi như thế nào. Thu về là 8.25%, trong khi đó chi ra, tức là chi trả nợ vay cho chủ nợ là LIBOR còn 0.5%. Vậy thì lợi nhuận của ngân hàng nó sẽ bằng là thu trừ đi chi, đúng không? Nó sẽ là LIBOR, nó sẽ là 8.25 trừ đi LIBOR còn 0.5. Như vậy thì trong trường hợp này tụi em thấy là nếu mà LIBOR của chúng ta mà lớn hơn 7.75% thì ngân hàng có thể bị lỗ. Cho nên trong trường hợp này ngân hàng lo sợ rằng LIBOR trên thị trường tăng giá thì ông sẽ bị lỗ. Vì vậy mà tụi em thấy rằng là để phòng ngừa rủi ro cho cái tình huống này nè, thế thì ngân hàng A mong muốn rằng là tìm một cái đối tác chịu trả theo LIBOR, hiểu chưa? Có nghĩa là ở đây nè, cái dòng tiền chi ra của ổng là cái dòng LIBOR, là cái dòng theo LIBOR. Cho nên rằng là cái mục tiêu khi mà ổng điêu cái hợp đồng hoán đổi là tìm một cái người nào đó đưa cho ổng LIBOR để mà ổng trả cho cái dòng chi này. À, như vậy thì trong trường hợp này thì tụi em thấy là ngân hàng A tìm đến ngân hàng C và điêu với C một cái hợp đồng hoán đổi lãi suất, trong đó là ngân hàng A sẽ thanh toán cho ngân hàng C theo lãi suất cố định là X, và đồng thời C sẽ thanh toán ngược lại cho ngân hàng A theo lãi suất thả nổi là LIBOR. Ngân hàng A sau khi dùng số tiền nhận được từ C này và dùng số tiền này trả ngược trở lại cho chủ nợ của mình là LIBOR cộng 0.5. Như vậy thì em thấy rằng sau khi ngân hàng A làm như vậy thì ngân hàng A được gì? Như vậy thì lúc này tụi em thấy dòng tiền của ngân hàng A sau khi thực hiện hoán đổi á, nó sẽ là gì?
Thứ nhất, nhận từ danh mục đầu tư của chúng ta là 8.25%. Rồi, trả cho ngân hàng C theo lãi suất cố định là X, nhận từ ngân hàng C theo lãi suất LIBOR, trả cho chủ nợ là lãi suất LIBOR cộng 0.5%. Như vậy thì lúc này lợi nhuận của chúng ta thì nó sẽ bằng là tổng nguồn thu trừ cho tổng dòng chi thôi. Cho nên lúc này chúng ta có 8.25 cộng LIBOR trừ X trừ LIBOR trừ 0.5%. Và như vậy thì cuối cùng lợi nhuận của ngân hàng A chốt lại ở cái mức không thay đổi, đó là 7.75% trừ đi X. Như vậy thì sau khi ngân hàng A thực hiện hóa đổi lãi suất thì ngân hàng A đã đạt được cái mục tiêu là có thể ổn định được cái mức lợi nhuận của mình và không cần phải lo ngại rằng là cái lãi suất LIBOR trên thị trường nó có thể tăng lên làm cho mình bị tổn thất. Và một cái ngân hàng B thì em thấy là ngân hàng B này đang đối mặt với một cái tình huống ngược lại so với ngân hàng A của chúng ta. Ở đây em thấy ngân hàng B của chúng ta đi phát hành trái phiếu mệnh giá là 100 triệu đô, thời hạn là 5 năm với lãi suất 7%. Như vậy thì ngân hàng B phát hành trái phiếu giống như ngân hàng B đi vay từ trái chủ. Vay từ trái chủ thì khi mình vay trái chủ là mình hứa với trái chủ là định kỳ là mình sẽ trả theo mức lãi suất cố định là 7% đấy, 7% một năm. Sau khi ngân hàng B huy động được cái số tiền 100 triệu đô này, dùng số tiền này để cho vay lại và ngân hàng B này cũng cho vay lại với thời hạn là 5 năm. Khi mình cho vay với thời hạn dài như vậy thì thông thường là chúng ta vay theo lãi suất thả nổi LIBOR cộng 0.75%. 0.75% này nó thể hiện cái phần bù rủi ro của cái người mà chúng ta cho vay. Như vậy chúng em xem rằng trong cái tình huống của ngân hàng B á, thì cái lợi nhuận của chúng ta nó gặp cái rủi ro gì? Thu về là LIBOR cộng 0.75%, chi ra tức là trả cho trái chủ là 7%. Vậy thì lợi nhuận của ổng thì lấy thu trừ chi là LIBOR cộng 0.75% trừ đi 7%. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta thấy B có thể gặp khoản lỗ nếu như mà LIBOR trên thị trường đó, nó giảm thấp hơn so với thấp hơn giảm thấp hơn 6.25%. Cho nên là trong trường hợp này em thấy một điều, ngân hàng B nó đang lo sợ LIBOR giảm. Như vậy thì để phòng ngừa lại cái rủi ro cho cái tình huống này á, thì mục tiêu của ngân hàng B khi deal một cái hợp đồng hoán đổi lãi suất ấy, thì trong trường hợp này B sẽ tìm cái đối tác chịu nhận theo LIBOR từ B. Tại vì em thấy ở đây á, là B thu về một cái dòng theo LIBOR, cho nên là B sẽ deal một hợp đồng hoán đổi trong đó là sẽ trả theo LIBOR, tức là dùng cái số tiền thu về này đưa cho bên kia và nhận về một cái dòng theo lãi suất cố định nha. Như vậy thì trong trường hợp này thì tụi em thấy rằng là B cũng tìm đến C và deal với C một cái hợp đồng hoán đổi. Trong đó B sẽ đưa cho C một cái dòng tiền theo lãi suất thả nổi LIBOR. Thế thì tiền này lấy ở đâu ra? Tiền này ổng thu từ cái người mà ổng cho vay đây. Ổng thu từ cái người ổng cho vay là LIBOR còn 0.75%. Lấy cái dòng tiền này đưa cho C. Rồi C đưa ngược lại cho B cái dòng tiền theo lãi suất cố định là Y%. Rồi B dùng cái dòng tiền cố định Y% này và trả ngược trở lại cho trái chủ của mình. Như vậy thì tụi em thấy là sau khi B làm điều đó thì B được gì? Thì tụi em thấy là nhận một cái khoản tiền, nhận từ cái khoản cho vay á, nhận một cái dòng tiền từ khoản cho vay là LIBOR cộng 0.75%, trả cho ngân hàng C là LIBOR, nhận từ ngân hàng C là Y% và trả lãi cái trái phiếu phát hành 7%. Như vậy thì lợi nhuận của ngân hàng B khóa chặt ở mức Y trừ 6.25%, tổng nguồn thu trừ tổng nguồn chi là ra Y trừ 6.25%.
Như vậy em thấy rằng sau khi B thực hiện cái hợp đồng hoán đổi lãi suất á, thì rõ ràng là B không còn phải lo sợ cái biến động, cái rủi ro, cái lãi suất LIBOR nữa. Đó. Như vậy thì tụi em thấy là cả A và B đều rất vui vẻ trong cái cuộc chơi này. Như vậy thì ngân hàng C là người đứng ở giữa cung cấp những cái dịch vụ hoán đổi này cho hai khách hàng của mình là A và B, thì ngân hàng C nhận được gì? À, chúng ta sẽ thấy rằng cái lợi nhuận mà ngân hàng C nhận được từ đây. Ở đây em sẽ thấy là C nhận một cái dòng tiền theo lãi suất cố định từ A x phần trăm, dùng cái dòng tiền này đưa cho thằng B theo lãi suất y phần trăm. Dĩ nhiên rằng chênh lệch x và y này là lợi nhuận của C đây. À, dĩ nhiên rằng là x của chúng ta nó sẽ lớn hơn y, và đồng thời C nhận cái dòng tiền theo LIBOR từ B, dùng số tiền này đưa cho ngân hàng A theo lãi suất LIBOR. Cho nên rằng là chênh lệch cái lãi suất x và y đây chính là cái lợi nhuận mà ngân hàng C phục vụ cái dịch vụ đáp ứng cái nhu cầu phòng ngừa rủi ro lãi suất cho các khách hàng của mình. Như vậy thì ở đây em sẽ thấy rằng là dòng tiền ở ngân hàng C của chúng ta nó chốt lại ở cái mức là x trừ y. Vậy nên trong trường hợp này, nếu như mà cái tỷ suất sinh lợi đòi hỏi của C ở đây á, là 5%, thì khi mà thị trường cân bằng á, thì chúng em sẽ thấy rằng là lợi nhuận của cả, tức là thị trường đạt đến cái trạng thái hiệu quả á, đạt đến trạng thái cân bằng ấy, thì lợi nhuận của cả A, B, C đều là 0.5 hết. Thì trong trường hợp này chúng ta giải ra được x của mình có thể là 7.25% và y của mình có thể là 6.75%. Như vậy thì với cái hợp đồng hoán đổi, thì qua cái ví dụ đó em đã thấy được một điều ha, thông qua cái hợp đồng hoán đổi đó, cô đã biến hóa những khoản nợ vay từ lãi suất cố định sang lãi suất thả nổi hoặc ngược lại, đáp ứng cái nhu cầu phòng ngừa của chúng ta. Đó là cái hợp đồng hoán đổi. Bây giờ là chúng ta sang cái hợp đồng thứ hai là hợp đồng tiền tệ, và chúng em xem là với cái hợp đồng tiền tệ này chúng ta có thể sử dụng nó trong những cái tình huống như thế nào. Thì đầu tiên á, trước khi đi vào cái phần ứng dụng cái hợp đồng tiền tệ, thì chúng ta điểm qua về cái cách thức giao dịch của một hợp đồng hoán đổi tiền tệ trước. À, như vậy ở đây chúng ta có cái ví dụ về hoán đổi tiền tệ như sau. Reston thực hiện một cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ với GSI theo nội dung là công ty sẽ thực hiện một chuỗi các thanh toán tiền lãi mỗi nửa năm bằng đồng euro cho GSI với lãi suất là 4,35% một năm dựa trên số vốn khai toán là 10 triệu euro. GSI sẽ trả cho Reston số tiền lãi mỗi nửa năm bằng đồng đô la với mức lãi suất là 6,1% một năm trong vòng 2 năm và dựa trên số vốn khai toán là 9,804 triệu đô la. Hai bên sẽ trao đổi số vốn khai toán cho nhau vào thời điểm bắt đầu và kết thúc giao dịch. Như cô nói hồi nãy thì tụi em thấy là ở đây trong cái tình huống này, bởi vì chúng ta sẽ thanh toán cho nhau những cái dòng thanh toán tiền lãi bằng những cái loại đồng tiền khác nhau. Cho nên á, trong trường hợp này á, thì tụi em thấy là giống như mình đi vay vậy đó. Mình đi vay thì đầu tiên chủ nợ họ sẽ đưa tiền vốn cho mình đúng không? Sau đó định kỳ hàng hàng tháng, hàng quý thì mình sẽ trả lãi vay cho chủ nợ của mình. Cho nên là tụi em thấy là để bên kia thanh toán tiền lãi cho em thì ngày hôm nay em phải đưa đưa tiền vốn gốc cho nó. Vì vậy mà ngay ngày đầu tiên á, thì tụi em sẽ thấy rằng cái số vốn khai toán này được chuyển đổi, tức là được chuyển đổi cho nhau. Cho nên là vào ngày bắt hợp đồng hoán đổi nè, tụi em sẽ thấy là Reston sẽ đưa cho GSI số tiền là 9,804 triệu đô la Mỹ và GSI sẽ đưa cho Reston số tiền là 10 triệu euro. À, để mà yêu cầu người ta thanh toán cho em bằng đồng euro thì em phải đưa cho người ta số tiền gốc là euro. Đấy. Cho nên là ngay ngày bắt đầu giao dịch đó, thì cái vốn khai toán này phải trao đổi cho nhau. Và 10 triệu euro thì chúng ta quy đổi theo tỷ giá hiện hành vào cái ngày bắt đầu hoán đổi thì nó tương đương là 9,804 triệu đô la Mỹ.
Như vậy thì trong trường hợp này em thấy nè, Reston đưa cho thằng GSI theo đô la Mỹ, nó giống như là thằng GSI mượn thằng Reston theo đô la Mỹ vậy. Cho nên là cứ định kỳ 6 tháng em thấy là thằng GSI trả cho thằng Reston theo đồng đô la Mỹ. Rồi GSI đưa cho thằng Reston theo đồng euro, nó giống như cái việc là thằng Reston mượn GSI bằng đồng euro vậy. Cho nên là định kỳ mỗi 6 tháng em thấy đây, Reston sẽ trả cho GSI bằng đồng euro. Và vào ngày kết thúc hoán đổi thì ổng đưa tôi cái gì, bây giờ tôi đưa lại ổng cái đó ha. Như vậy thì Reston lúc này thì em thấy là Reston nhận GSI 10 triệu rồi, 10 triệu euro này. Thì bây giờ Reston trả lại cho GSI 10 triệu euro. Rồi, GSI nhận của thằng Reston 9,80 triệu đô la Mỹ nè, giờ trả lại cho thằng Reston. Như vậy thì đây chính là cái cách thức giao dịch một cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ ha. Và như vậy thì bây giờ chúng ta xem rằng cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ này á, nó sẽ được ứng dụng trong phòng ngừa rủi ro biến đổi lãi suất và tỷ giá hối đoái như thế nào. Ở đây em thấy nè, ví dụ chúng ta đang có cái tình huống đứng ở góc độ là Reston đi. Thế thì ở đây á, Reston đang đi mượn chủ nợ của ông ta là 9,804 triệu đô la Mỹ. Như vậy thì ở đây em thấy rằng á, Reston á mượn đô la Mỹ, nhưng mà đồng đô la Mỹ này lại không phải là đồng tiền mạnh của ông. Có ví dụ như là bây giờ công ty của cô là xuất sang bên châu Âu, là cô bán hàng bên châu Âu ấy, cho nên cô đem về đây rất nhiều đồng euro, nhưng mà khổ nỗi là cô cần đô la Mỹ để cô nhập cái nguyên vật liệu từ thị trường Mỹ thì phải trả bằng đô la Mỹ. Đấy. Cho nên trong trường hợp này một lần cô phải mượn đô la Mỹ, nhưng mà thật ra cái đồng tiền mạnh của cô ở đây là đồng tiền euro. Cho nên trong trường hợp này tụi em thấy đứng ở góc độ của Reston nè, ông ta đi vay trả lại vay bằng đồng đô la Mỹ và đồng thời phải chuyển đổi cái ngoại tệ nữa. Tức là lúc mà trả cho chủ nợ của chúng ta là phải lấy cái đồng tiền doanh thu của mình ấy, đổi sang đồng đô la Mỹ rồi trả cho chủ nợ. Cho nên chính cái điều đó nó làm cho cái lãi suất đi vay thực sự của mình á, nhiều khi nó còn mắc hơn cái lãi suất đi vay bằng đồng đô la Mỹ nữa. Nó làm cho cái lãi suất đi vay của mình nó đội lên. Cho nên trong trường hợp này để hạn chế, để giảm bớt cái lãi suất đi vay, và đồng thời mong muốn rằng biến cái khoản vay này trở thành cái khoản vay theo đồng euro để cho mình thuận tiện ha. Reston mong muốn rằng biến cái khoản vay này trở thành đồng euro cho nó thuận tiện. Như vậy thì Reston làm gì để biến cái ước mơ đó thành hiện thực? Thế thì Reston đến cái ngân hàng GSI, trong đó deal với ngân hàng GSI một chuyện rằng là deal những hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Trong đó là tụi em thấy là Reston sẽ đưa cho GSI số tiền là 9,804 triệu đô. Tức là ở đây em thấy rằng là nó nhận tiền từ chủ nợ của nó là 9,804 triệu đô la Mỹ, dùng số tiền này để đưa cho GSI và đồng thời nhận về số tiền là 10 triệu euro. Rồi sau đó thì định kỳ mỗi nửa năm thì Reston sẽ tiến hành thanh toán cho chủ nợ của mình như sau. Ở đây đối với cái hợp đồng tiền tệ giữa Reston với GSI, chúng ta sẽ tiến hành thanh toán như sau. Rồi Reston đưa cho thằng GSI theo đồng đô, nó giống như GSI mượn theo đô vậy đó. GSI mượn theo đô thì định kỳ trả theo đô. Rồi Reston nhận của thằng GSI theo euro, thì giống như thằng Reston mượn GSI euro vậy đó. Mượn euro thì định kỳ mỗi tháng trả bằng euro. Thế thì em thấy trong trường hợp này á, Reston nhận 299.022 đô từ GSI và dùng số tiền này trả cho chủ nợ của mình. Trả cho chủ nợ của mình, ví dụ là định kỳ mỗi 6 tháng là trả cho nó là 318.630 đô. Tức là bù thêm tiền ha, bù thêm một ít để trả cho chủ nợ. Như vậy thì trong trường hợp này em thấy là cái khoản nợ vay của mình đã được biến hóa trở thành khoản vay bằng đồng euro rồi.
Nên là euro mình chúng ta có bạc ngàn, vì doanh thu mình bằng euro, mình dùng số tiền đó đưa cho thằng CNI, ngược lại thằng CNI đưa ngược lại cho mình đồng đô, có được cái dòng tiền bằng đồng đô này đưa cho chủ nợ của mình. Rồi vào ngày kết thúc hoán đổi thì lúc này tụi em thấy là Reston nhận CNI cái gì thì trả lại nó cái đó. Rồi nhận của thằng GNI 10 triệu euro, bây giờ trả lại cho GNI 10 triệu euro. Rồi GNI nhận 9,804 triệu đô thì bây giờ trả lại cho Reston. Khi mà Reston nhận được cái dòng tiền 9,804 triệu đô này, dùng cái dòng tiền này để trả cho chủ nợ, thì tụi em thấy là vào cuối kỳ thanh toán thì em phải trả cả vốn gốc và lãi cho chủ nợ của mình đó ha. Cho nên số tiền này nó GNI đưa cho nó và nó đưa ngược lại cho chủ nợ. Như vậy thì với cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ này thì em thấy một điều là gì? Với những cái khoản nợ vay bằng ngoại tệ, chúng ta không cần phải chuyển đổi giữa các đồng tiền và hạn chế cái biến động tỷ giá hối đoái trong cái khoản nợ vay của mình, và nó làm giảm thiểu cái lãi suất đi vay thực sự đối với những khoản nợ vay bằng bằng ngoại tệ. Như vậy thì trong cái phần này á, phần bài tập của chúng ta chủ yếu là họ hỏi mình về cái chiến lược, tức là em sẽ sử dụng cái hợp đồng hoán đổi lãi suất đã như thế nào, hoặc là em sử dụng cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ trong cái tình huống đó như thế nào. Như vậy thì đối với những bài tập đó chúng ta cũng làm tương tự như thế này, có nghĩa là mình vẽ ra trên đồ thị những cái dòng tiền mà mình sẽ nhận vào hoặc là chi ra, rồi sau đó là mình điêu những cái hợp đồng hoán đổi như thế nào đó để mà đáp ứng cái mục tiêu mà mình mong muốn phòng ngừa rủi ro. Hiểu không? Cho nên là trong trường hợp này thì tụi em thấy là mình có thể vẽ cái đồ thị ra giống như thế này, và khi mà cô chấm bài thì cô gặp những cái trường hợp như thế này, có nghĩa là những cái mũi tên này của em nè nó bay loạn xị hết trơn á. Cho nên là cô không thể, khi mà cô nhìn lên cái đồ thị đó, cô không thể đoán được là em sẽ nhận dòng gì và chi dòng gì, và cái hợp đồng hoán đổi của em nó đáp ứng với cái mục tiêu phòng ngừa rủi ro trong cái tình huống này như thế nào. Và cô nói trước rằng khi mà cô đoán không ra thì cô sẽ cho không điểm ạ, không điểm câu đó. Cho nên rằng á, tốt nhất em có thể vẽ đồ thị ra chỉ các mũi tên như em mong muốn, và ở phần phía dưới này nè em làm ơn em diễn giải cho cô, tức là trong hợp đồng hoán đổi em deal với người ta em nhận cái gì, em chi cái gì, rồi cái dòng tiền này đến từ đâu, tiền này em lấy ở đâu ra để em đưa cho người ta, rồi sau khi em nhận tiền này xong này, tiền này em sẽ xử lý cái dòng tiền này như thế nào để em đáp ứng cái tình huống mà người ta cho mình, em hiểu chưa? Đó, đó là cái bài tập về cái phần mà ứng dụng hoán đổi tiền tệ nó là như vậy. Thì chúng ta có hai cái bài tập ứng dụng và cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ với cái hợp đồng hoán đổi lãi suất như sau. Ở đây đây là một cái bài tập đây là một cái bài tập ứng dụng hoán đổi đây là một cái bài tập ứng dụng hoán đổi lãi suất ha. Chúng ta làm bài tập này nha tụi em. Một ngân hàng đang nắm giữ khoản cho vay có vốn gốc là 12 triệu đô la. Khoản vay này được thanh toán lãi hàng quý theo lãi suất LIBOR cộng 100 điểm cơ bản. 100 điểm cơ bản là tương đương với 1% nha. Đó là LIBOR cộng 1%. Thanh toán vào các ngày 15 các tháng 2, 2, 5, 8, 11 dựa trên số ngày đếm chính xác chia cho 360. Ngân hàng tin rằng lãi suất sẽ giảm thì nó làm cho cái khoản cho vay cái dòng tiền thu về của ông ấy nó sẽ sụt giảm, và ngân hàng mong muốn sử dụng cái hoán đổi để thay đổi cái khoản thanh toán trên, trong đó ông ta sử dụng hoán đổi vanilla thuần nhất với lãi suất thu được là 7,25%. Giải thích ngân hàng sử dụng hoán đổi để đạt mục đích này như thế nào. Có nghĩa là trong tình huống này em xác định được là ngân hàng họ đang trong cái trạng thái là lo sợ lãi suất giảm, đúng không? Như vậy thì trong tình huống này ngân hàng sẽ deal một cái hợp đồng hoán đổi lãi suất với một cái bên thứ ba như thế nào? Nó deal nó sẽ nhận cái gì và chi cái gì? Ha, em cũng vẽ đồ thị ra, và phần phía dưới em cũng làm ơn em mô tả cho cô là em nhận cái gì, em chi cái gì, em deal cái hợp đồng hoán đổi đó như thế nào,
dòng nhận về này lấy từ đâu mà chi này lấy từ đâu để đáp ứng, để thỏa mãn cái nhu cầu mà cái ngân hàng này nó đang mong muốn phòng ngừa rủi ro. Đó là cái bài tập thứ nhất, đó là ứng dụng cái hợp đồng hoán đổi lãi suất. Rồi một cái bài tập thứ hai là ứng dụng hoán đổi tiền tệ. Thế thì trong cái bài tập này chúng ta có một cái công ty quản trị danh mục trái phiếu ở Anh muốn bán một cái lượng lớn trái phiếu chính phủ Pháp định danh bằng đồng euro. Trái phiếu này được bán bằng mệnh giá là 46,15 triệu euro, tương đương với 30 triệu bảng Anh với tỷ giá hiện tại là 0,65 bảng một euro. Trái phiếu trả lãi theo lãi suất cố định 5,2% mỗi năm trong thời hạn 10 năm. Và công ty muốn bán trái phiếu trên để lấy tiền đầu tư vào cái trái phiếu lãi suất thả nổi định danh bằng đồng bảng Anh. Hãy thiết kế một cái chiến lược hoán đổi tiền tệ để đạt cái mục đích trên tất cả các vị thế, bao gồm trái phiếu của Pháp và hoán đổi. Thì trong đó họ cho mình thông tin về hợp đồng hoán đổi như sau. Lãi suất cố định của hợp đồng hoán đổi tiền tệ là 4,9% đối với đồng bảng và 5,7% đối với đồng euro. Như vậy thì trong bài tập này, đối với hoán đổi tiền tệ chúng ta lưu ý là cái cơ chế thanh toán của nó sẽ khác. Ngay ngày đầu tiên chúng ta sẽ giao dịch cái vốn thanh toán, rồi giữa kỳ thì chúng ta tiến hành trao đổi thanh toán với nhau những dòng thanh toán tiền lãi, rồi cuối kỳ thì chúng ta đảo ngược cái vốn thanh toán đó ra. Cho nên thì em vẽ cái đồ thị minh họa giống như hồi nãy. Tuy nhiên thì khi mà em vẽ đồ thị minh họa và thiết kế cái chiến lược hoán đổi thì phải đáp ứng cái tình huống này. Tức là trong cái tình huống này em phải xác định được là ông ta đang đối mặt với cái rủi ro gì, ông ta dùng số tiền mua cái gì và tiền này lấy ở đâu ra, và ông ta đang đối mặt với cái rủi ro nó như thế nào. Có nghĩa là em phải xác định được cái tình huống này, cái công ty này đang trong cái tình huống như thế nào, gặp rủi ro gì, và sau đó em sẽ thiết kế cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ sao cho nó dung hòa được, tức là nó đáp ứng được cái mục tiêu phòng ngừa rủi ro của ông ta. Như vậy thì trong bài tập này chúng ta cũng vẽ đồ thị, và dĩ nhiên nó sẽ có ba bước, tại vì cái cơ chế thực hành hoán đổi là tụi em thấy là trao đổi vốn thanh toán ngay ngày đầu tiên, rồi định kỳ trao đổi dòng thanh toán tiền lãi, và cuối kỳ trả ngược lại vốn thanh toán. Như vậy thì đây là cái bài tập ứng dụng cái hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Ngoài ra chúng ta còn có hoán đổi chứng khoán nữa, thì hoán đổi chứng khoán vẫn tương tự như vậy ha. Như vậy thì hoán đổi chứng khoán của chúng ta cũng giống hợp với hoán đổi lãi suất. Như vậy thì chúng ta đi với bên kia là trao đổi với nhau những cái dòng thanh toán tiền lãi theo cái tỷ suất sinh lợi của cái hợp đồng chứng khoán, tỷ suất sinh lợi của chỉ số chứng khoán. Ví dụ như là em có thể đi với bên kia là tôi sẽ thanh toán một cái dòng theo lãi suất cố định, ví dụ như là 7%, và bên kia sẽ thanh toán ngược lại cho cô một cái dòng thanh toán theo lãi suất thả nổi theo tỷ suất sinh lời của chỉ số chứng khoán, của danh mục chứng khoán. Thì những cái hợp đồng hoán đổi chứng khoán này thì thông thường những cái nhà môi giới, nhưng mà bên nước ngoài là những cái công ty chứng khoán, nó cung cấp cái dịch vụ hoán đổi này cho các nhà đầu tư của nó. Như vậy thì chúng ta có thể trao đổi những cái dòng thanh toán theo tỷ suất sinh lời của cái danh mục đầu tư của mình. Và thông thường thì danh mục đầu tư mà thông dụng nhất đó chính là cái tỷ suất sinh lời của chỉ số chứng khoán. Như vậy thì trong trường hợp mà deal với nhau những cái dòng thanh toán theo tỷ suất sinh lời của danh mục chứng khoán thì chúng ta gặp cái trường hợp như thế nào? Như vậy thì có thể cái tỷ suất sinh lời của cái kỳ đó bị âm. Như vậy thì tỷ suất sinh lời của cái kỳ đó mà bị âm thì bên kia mình sẽ nhận được cái dòng tiền đi vào, hiểu không? Tức là thay vì thông thường á, âm tức là tụi em thấy là âm ở đây thay vì thông thường là mình trả cho người ta nhân không. Tức là ở đây em sẽ thấy rằng là nếu như mà tụi em thấy là tỷ suất sinh lời bị âm thì cái bên mà sở hữu cái khoản thanh toán âm đó, ví dụ như là cô đi với em là cô sẽ thanh toán cho em một cái dòng thanh toán theo tỷ suất sinh lời của chứng khoán, trả cho em tỷ suất sinh lời theo chứng khoán,
Nhưng mà là cái kỳ hôm đó tỷ số sinh lời là âm. Tỷ số sinh lời là âm có nghĩa là cô không trả tiền cho em mà ngược lại em trả cho cô. Đấy, ngược lại là em phải phải trả cho cô cái dòng tiền theo tỷ số sinh lời của trả cho cô theo cái tỷ số sinh lời từ cái danh mục đó cho cô. Đó là cái điểm đặc biệt đối với cái hợp đồng hoán đổi chứng khoán. Còn cái việc điều cái hợp đồng hoán đổi chứng khoán nó như thế nào thì nó vẫn tương tự với hợp đồng hoán đổi lãi suất. Cho nên là chúng ta có một cái bài tập ứng dụng cái hợp đồng hoán đổi chứng khoán, chúng ta mở sách ra, mình có cái bài tập ở trong sách. Ở đây thì sách của cô nó sách cũ cho nên là cô không biết được là sách của em thì nó là bài số mấy. Tuy nhiên thì ở đây cô sẽ đọc cho chúng ta cái đề bài, và em có thể tìm trong sách của em cái bài nào giống như cái bài này ha. Chắc chắn sách của em sẽ có, nhưng mà tại vì cô không biết là nó là cái bài số mấy cho nó đúng nữa. Ở đây cô đọc cái đề bài, cái chiến lược ứng dụng cái hoán đổi chứng khoán nha. Một công ty quản lý tài sản có một danh mục bao gồm tất cả các chứng khoán trị giá là 300 triệu đô la. Công ty muốn bán bớt 10% số chứng khoán của họ để đầu tư vào trái phiếu. Họ đang xem xét đến khả năng mô phỏng cho việc bán chứng khoán bằng hợp đồng hoán đổi chứng khoán. Tuy nhiên, công ty lại không muốn nhận theo lãi suất cố định hoặc thả nổi. Nếu công ty bán chứng khoán thực sự thì họ sẽ đầu tư vào danh mục trái phiếu đa dạng hóa rộng. Trong thực tế, có những cái chỉ số trái phiếu phản ánh được phần nào các trái phiếu trên thị trường toàn cầu mà công ty có thể đầu tư. Vậy bạn hãy vạch ra một cái chiến lược sử dụng hoán đổi để công ty có thể đạt mục đích mà họ đề ra ở đây. Có nghĩa là ở đây em sẽ thấy rằng là ở đây em sẽ thấy rằng là công ty của chúng ta đang dự định bán bớt cái chứng khoán mà ông ta nắm giữ để mà dùng số tiền đó đầu tư vào cái trái phiếu, đầu tư vào trái phiếu. Nhưng mà kẹt nói như vậy, nếu mà em bán đi thực sự á, thì cái tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu trong công ty của em nó sẽ sụt giảm. Ví dụ như là cô đang nắm giữ trên 50% cổ phiếu công ty ABC nào đó. Và như vậy thì với cái tỷ lệ nắm giữ đó thì miễn nhiên cô chính là chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Nhưng mà bây giờ cô kẹt tiền, cô cần tiền để đầu tư một cái danh mục lớn hơn. Nếu mà cô bán bớt đi cổ phiếu thì tụi em thấy là cái tỷ lệ sở hữu của cô nó sẽ sụt giảm. Và như vậy thì cái chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của cô trong trường hợp này nó có thể lung lay, hoặc thậm chí là cô có thể bị đá ra khỏi chiếc ghế này luôn. Đấy. Cho nên trong trường hợp này tụi em thấy là cô muốn vừa có tiền đầu tư trái phiếu và đồng thời không bán đi cái cổ phiếu mà cô đang nắm trong tay. Như vậy thì trong trường hợp này cô sẽ deal một cái hợp đồng chứng khoán như thế nào đó để đạt được cái mục tiêu đó của cô, tức là vừa không cần phải bán đi cổ phiếu mà mình đang nắm trong tay mà vừa có tiền để đầu tư trái phiếu, hiểu chưa? Đấy. Cho nên là tụi em thấy là trong trường hợp này, bởi vì chúng ta không cho mình cái lãi suất chỉ số chứng khoán này nọ, cho nên là em có thể cho đại bất kỳ XY và chúng ta minh họa cái trường hợp này trên trên đồ thị, trên trên cái hình vẽ, và sau đó em giải thích là công ty lúc này nó sẽ deal một cái hợp đồng hoán đổi như thế nào để mình đạt được cái mục tiêu đó mà nó mong muốn, hiểu chưa? Đấy, cho nên thì đây là ba cái ví dụ ha, minh họa cho chúng ta thấy là mình cái cách ứng dụng cái hợp đồng hoán đổi vào trong cái tình huống cụ thể. Có nghĩa là ở những cái bài tập này á, thì chúng ta cần gì? Cần hiểu được mình đang trong cái tình huống gì, mình cần cái gì. Và sau đó thì em sẽ thiết kế cái hợp đồng hoán đổi để mà đáp ứng cái mục tiêu mà em đặt ra. Thì trong cái phần bài tập này nó không có thiên về tính toán nhiều, nhưng chủ yếu em cần xác định được là em sẽ làm gì với cái hợp đồng hoán đổi đó, em sẽ trao đổi như thế nào, các dòng tiền như thế nào trong cái hợp đồng hoán đổi của mình để đáp ứng cái mục tiêu mà trong cái tình huống thực tế chúng ta đang đối mặt. Cái bài tập của chúng ta nó chỉ dừng lại ở như vậy chứ nó không có thiên về tính toán gì cả. Cho nên là các em vẽ cái đồ thị minh họa ra
và đưa các mũi tên của các dòng tiền đi đi vào và đi ra mà chúng ta sẽ kỳ vọng nhận vào và chi ra. Tuy nhiên thì để chắc chắn hơn thì chúng ta cho cô vài dòng mô tả ở phía dưới để cô biết rõ, cô biết chắc rằng là chúng ta sẽ chi cái gì và thu cái gì. Dòng chi này tiền lấy đâu ra, dòng thu này sau nhận tiền và sau khi em thu tiền về rồi em xử lý số tiền này như thế nào để đạt được cái mục tiêu mà em mong muốn trong cái tình huống mà đề bài họ cho. Chỉ đơn giản là như vậy. Như vậy thì trong cái phần bài ngày hôm nay thì chúng ta làm bài tập luyện tập thêm ha, thì chúng ta cũng sẽ làm ở trong tập hoặc là làm ở trong, hoặc đánh máy ở trong file gì cũng được và nộp trên email cho cô nha.